Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lòng Chim Minh Ốc Mít. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây thì nó cũng đã qua một cái năm mới rồi, năm 2021, và hy vọng năm 2021 này nó sẽ có nhiều cái tươi hơn, mới hơn và đẹp hơn so với cái năm 2020 quá là ảm đạm nha mọi người. Rồi bây giờ đi vô chi tiết thì như mọi người nhìn đây, đầu năm thì Minh sẽ giới thiệu cho mọi người một clip về một cây lồng 68 có thể nuôi chè thoang hoặc là khú và đẹp, không thể nào đẹp hơn nha mọi người. Full che già đẹp, và kết hợp với lại chạm full tay, hoa chanh, full lồng, viền bi thủ công full lồng, cũng như là kết hợp với một số cái phụ kiện như là cống vẽ tay của cụ chính đường Trung Quốc, hay là cái bộ móc đồng bạch trúc của Trung Quốc luôn, thì nó tạo ra những cái điểm nhấn và làm cho cây lồng này nó nhìn thấy rất là giá trị và rất là cao cấp ha. Thì đây đích thật là một cây lồng cao cấp và giá trị đó mọi người, chứ không phải là hàng thường đâu ha. Rồi mọi người mà quan tâm đến các cái mẫu lồng đẹp độc thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Minh thông qua cái website minhocmit.com hoặc là cái fanpage Lồng Chim Minh Ốc Mít nha mọi người. Năm mới nhưng fanpage cũ và website cũ, nhưng trong đó thì nội dung chắc sẽ nhiều cái mới, hứa hẹn nha mọi người, hứa hẹn năm nay mình sẽ lên thêm rất nhiều các cái mẫu lồng mới cho mọi người tham khảo ha. Rồi bây giờ đi vô chi tiết thì từ nóc xuống đi mọi người cho nó dễ. Rồi nóc là một cây móc đồng bạch của Trung Quốc và đốt trúc mắt trúc vuông nha mọi người. Mã số 611 ha, và cái con kỳ lân có cánh ở trên đây nó rất là sắc nét, rất là rõ, cái móc rất là đẹp ha, mảnh khảnh sang đẹp. Rồi đó là phần móc, và đây là cái chui móc nè mọi người đó, quay luôn mọi người coi cho rõ ha, rất là đẹp, rất là sang trọng. Rồi sẵn quay cái chui đây thì mọi người nhìn thấy đây, trong hình là bộ chao này á, là chao che già chạm ba mặt bi luôn nha mọi người. Đó mọi người thấy ba mặt bi đó, chao vuông chạm ba mặt bi rất là đẹp ha, rất là. Và đây là chạm tay toàn bộ, nói chung cây lồng này là chạm tay rồi, không có cái gì mà chạm máy trong đây nha mọi người, cho nên là mọi người nhìn cây lồng rất là đẹp luôn đó. Từ cái nặm, cục nặm nè mọi người, mình quay vô cho mọi người coi, do nó là lý do là vì nó chạm tay cho nên mọi người nhìn cái độ nét, những cái đường nét chạm nó rất là ngọt, nó rất là bén, và nhìn nó rất là sạch, và phải nói là rất là đẹp, rất là tinh tế ha. Đó không phải mình tự khen đâu, nhưng mà thật sự ra là đúng ra là những cây lồng chim mà chạm tay á, nó vẫn có cái độ đẹp, độ chất trong đó, mà nhìn nó rất là có hồn, nó rất là thu hút, chứ nó không có đơ mà một cách là cứng đơ đâu, giống như hàng chạm máy đâu mọi người. Chạm máy thì nói chung 10 cái thì như 10, và hình nó không khác nhau là gì, nguyên cái dàn bông là y đúc, nói chung là nhân bản ra mà không có khác gì hết. Nhưng mà chạm tay thì mỗi một cái bông cũng là cái bông đó, nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu vô thì mình cũng sẽ thấy nó thẳng ra là không có đều được với nhau 100% đâu, nhưng mà cái độ nét và cái độ, cái đường đi của cái mũi đục á, tay thì nó đẹp và sạch, nhìn nó ngọt hơn, nhìn nó sướng hơn, tóm lại là đẹp và nhìn sướng hơn so với chạm máy ha. Đó cũng là cái lý do mà cái hàng chạm tay mình phải bỏ thêm một cái số tiền nhiều ra để mình sở hữu nó ha. Các cái viên đây thì mọi người nhìn nè, chạm bi tay luôn toàn bộ ha. Nếu mà mình quay vậy thì mọi người cũng thấy được cái form, cái dáng. Thì lồng này mình làm nóc đôi nha mọi người, vai đôi này thì than cũng khỏi chóc đầu luôn, khú cũng ok. Thì nhiều khi anh nào thích chơi màu, chuộng lại cái kiểu xưa luôn vẫn ok. Lồng này nuôi màu vẫn bao tốt luôn nha mọi người. Nói chung màu than và khú cân được hết, 68 nang, đường kính nó tới 42, mà cái chiều cao của nó thì khoảng chừng 55 thôi mọi người ha. Rồi bây giờ bắt đầu vô những cái chi tiết chính. Thì đây mọi người nhìn cái cửa đây là chạm hoa chanh nè mọi người, rất là đẹp ha. Đó là cửa trên, và đây là cửa dưới. Kìm những cái góc nào mà mình quay mình thấy nó nổi bật nên cho mọi người dễ hình dung đó. Thì mình nhìn xa mình thấy nè, đẹp, phải nói là tuyệt đẹp nha mọi người. Rồi tan thì là tan trơn thôi, tan trơn, nhưng mà cái tre á thì nó cũng chất lắm,
Đây mình chưa có đánh dầu đồ, mới có làm một nước gọi là chống mối mọt thôi. Để rảnh rảnh quất lên thêm một chút dầu nữa thì có vẻ nó sẽ vip hơn nữa nha mọi người. Rồi, đây là cái chân. Và cái lồng này có ba chân như thế này nha mọi người. Đây, đây là cái điểm đẹp và nhấn nhất trong cái lồng này luôn. Cái bộ chân chạm hoa chanh, chạm từ bên phải qua bên trái và tạm từ dưới lên trên luôn mọi người. Rất là đẹp ha. Đó, mọi người nhìn hoa chanh cực kỳ sang và cực kỳ tinh tế và cực kỳ đẹp. Kẹp, về phần kẹp thì cũng theo cái lồng này, tông của cái lồng này là tông hoa chanh viền bi, cho nên sáu cái kẹp này cũng là kẹp bi thôi mọi người. Đó, cũng che già kẹp bi và sáu cái cửa sổ của cái lồng này cũng chạm hoa chanh theo tuồng. Rất là đẹp thôi mọi người. Zoom vô sâu vẫn đẹp và xích ra xa cũng vẫn đẹp, tuyệt vời. Rồi, đó là về mặt trước. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua cái mặt bên hông. Đây, cũng giống như cái chân trước thì chân sau mọi người thấy ba chân thì đều như là chạm hoa chanh như vậy ha. Rất là đẹp, rất là nét. Và cửa sổ rồi thì không cần phải nói nữa rồi ha. Ở đây là bộ bờ cầu cống cũng chạm theo tuồng hoa chanh có chân, rất là đẹp đó, mọi người nhìn. Thì cái bộ cống mà mình gắn trên đây á, là bộ cống tàu hàng vẽ tay của cũ chính đường Trung Quốc, mà dán nó là dán trụ lục giác thôi mọi người ha. Mình nhìn thấy nó hơi cao cao một chút nhưng nó sẽ tạo ra được cái sự thanh thoát, mình nhìn nó rất là sang. Đây nè, đây là cái mặt của cũ chính đường. Thì bộ cống thì để có gì mình giới thiệu sau cho mọi người. Là cái viền này, viền là viền chạm nó vẽ tay cực kỳ đẹp, cái đít cũng vậy. À, nói chung trên cái lồng này toàn là đồ giá trị thôi. Rồi về cái cầu, cái cầu của lồng thì mọi người nó hơi tối, nhìn có vẻ hơi khó. Mình quay qua đây, hãy tìm mọi cách mọi hướng để có được cái góc đẹp cho mọi người tham khảo. Đó, đây là cái cầu của cái lồng chạm hoa. Đó, rất là đẹp ha. Đây, đây là một cái góc sâu của cái lồng, mọi người nhìn chất cực kỳ chất luôn, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Rồi đó, không còn gì để, từ gì để mà miêu tả cho cái lồng này nữa, chỉ có một từ thôi, chất. Quá chất và đẹp, quá đẹp. Rồi mình lại đi ra xa, càng ngày chúng ta càng rời xa em nói rồi. À, sắp tới thuộc về tay anh nào đây không biết. Rồi anh em nhìn ha, rất là đẹp. Rồi mình giới thiệu cho anh em đầu năm một cây lồng 68 che rất là già và chạm full tay hoa chanh viền bi kết hợp với lại phụ kiện Trung Quốc. Đây là một con hàng cực chất, cực đẹp và thích hợp cho anh em chơi Tết này luôn. Rồi anh em tham khảo ha. Rồi mọi chi tiết xin liên hệ với Lồng Chim Minh Ông Ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.